Quang Minh rất vui gặp lại toàn thể quý vị trong video tiếp theo này. Sáng hôm nay khách hàng gửi cho Quang Minh một lô đất nằm trên mặt tiền đường số 5, một sẹt của đường tỉnh lộ 2 các anh chị. Ở đây là đường tỉnh lộ 2 à, cái hướng Quang Minh đi từ hướng Tân Phú Trung lên. Bây giờ mình rẽ trái vào cái con đường số 5 các anh chị. Cái hướng này là đi thẳng là lên đường tỉnh lộ 8 nha. Này vừa qua cái ngã tư đường Hồ Văn Tấn có cái đường số 5. Đường số 5 bên tay trái. Mình rẽ vào con đường số 5 nha các anh chị. Đường này đường thông ha. Đầu đường số 5 với tỉnh lộ 2 là có cái khu này là cái khu Đồng Mã. Cũng nhiều mộ các anh chị, nhưng mà cái lô đất Quang Minh giới thiệu là nó cách xa cái Đồng Mã này nhiều nha. Lô đất Quang Minh giới thiệu là có hai cái đường vào, là mình đi đường số lộ vô cũng được các anh chị, hoặc là đi đường số 5 vô cũng được. Nhưng mà tiện đây Quang Minh đi đường số 5 luôn cho các anh chị mình biết luôn ha. Đầu đường số 5 với đường tỉnh lộ 2 là có cái khu đó là khu Đồng Mã nha. Lô đất Quang Minh giới thiệu là cách xa cái Đồng Mã rất là nhiều. Quang Minh vẫn đang đi trên đường số 5 nha các anh chị. Mình chạy một tí nữa là lô đất của mình nằm bên tay tay phải. Lô đất Quang Minh giới thiệu có tổng diện tích là 1.250 mét, có 500 mét đất thổ cư rồi. Chức năng là khu dân cư hiện hữu luôn nha các anh chị. Đây, lô đất đây. Lô đất nằm bên tay tay phải của mình. Cái đường này mình đi thẳng là ra gặp đường số lộ ha. Nếu các anh chị mình không có đi đường đầu đường số 5, mình ngại mồ gì mã gì á, thì mình đi cái đường số lộ vô. Vô tới đây thì đất mình nằm bên tay trái. Đường này nó thông thương đi ra quốc lộ 22 đồ được hết. Đối diện cái lô đất mình là có cái xưởng các anh chị. Có một cái xưởng. Cho nên là lô đất này là phù hợp cho các anh chị mình mua về làm xưởng sản xuất hay là kho. Nhà vườn biệt thự gì cũng ok hết. Khu dân cư hiện hữu nha các anh chị, có 500 mét đất thổ cư rồi. Trong cái khu đất này nó có hai cuốn sổ. Lô đất của mình là từ ngay cái hàng rào này nè. Hàng rào này của nhà dân. Chạy qua tới hàng rào bên kia là chiều ngang theo mặt tiền của mình. Mặt tiền mười mấy mét đó các anh chị. Đất mình nằm giữa hai căn nhà ha. Nằm giữa hai căn nhà. Chiều ngang cái phía trước lô đất này là hình như Quang Minh nhớ là 22 mấy 20 mét các anh chị, gần 21 mét. Đối diện mình là cái xưởng. Chiều ngang lô đất của mình là 20 mét 87 nha các anh chị, gần 21 mét nha. Chiều dài hơn 50 mét. Khoảng 50 nó 1.000 của hơn 50 chứ 1.255 mét, có 500 mét đất thổ cư rồi. Tí nữa Quang Minh sẽ quay hai cái cuốn sổ này, Quang Minh test quy hoạch luôn nha các anh chị, mình nhớ xem hết video của Quang Minh nha để mình biết cái thông tin quy hoạch như thế nào. Còn bây giờ Quang Minh đang review cái vị trí xung quanh lô đất của mình ha, dân cư nhà cửa như thế nào, đường xá làm sao. Khu vực này là xã Tân Thông Hội các anh chị. Tân Thông Hội. Nếu mình đi quốc lộ 22 lên thì đất của mình nằm bên tay phải. Bây giờ Quang Minh đi vào thực tế bên trong cái lô đất luôn. Quang Minh đi vào bên trong lô đất quay cho các anh chị mình xem cho nó chi tiết chút chút xíu. Mình có hai cuốn sổ, một cuốn sổ phía trước và sổ phía sau nha các anh chị. Đất mình nó nở hậu ha. Đất cũng bằng phẳng, cao ráo, cũng thấp hơn đường có mấy tấc thôi, không có nhiều nha các anh chị. Nằm giữa hai căn nhà. Hai bên có nhà dân hết rồi. Cuốn sổ thứ nhất nó chạy vô khoảng tầm 30 mét, bắt đầu gặp tới cái cuốn sổ thứ hai thì nó nở hậu ra các anh chị. Nó chạy vô khoảng 30 mét tới đây nè. Tới ngay chỗ đây. Bắt đầu nở hậu qua bên kia. Nở hậu L qua bên tay phải, nó chạy xuống.
đất mình cái cuốn sổ phía sau các anh chị có một cái con đường bên hông nữa nha. Tí nữa Quang Minh quay hai cái cuốn sổ này các anh chị mình sẽ rõ được cái con đường bên hông của cái cuốn sổ phía sau nó như thế nào. Rồi Quang Minh sẽ test quy hoạch luôn, test quy hoạch thì nó sẽ lòi ra hết tất cả cho các anh chị mình biết. Đây cái hình ảnh thực tế Quang Minh đi từ trong đất đi ra mặt tiền ha, phía trước đó, đối diện mình là một cái xưởng nha các anh chị. Đối diện của mình là một cái xưởng. Bây giờ để rõ ràng hơn, Quang Minh sẽ quay từ ngay cái vị trí lô đất này. Quang Minh sẽ đi ra cái đường số lộ cho các anh chị mình biết luôn nha. Bây giờ ngay cái vị trí đất này, nãy mình đi, Quang Minh đi từ cái hướng tỉnh lộ 2 vô các anh chị, vị trí đất mình đây. Bây giờ Quang Minh đi thẳng cái hướng cái đường số 5 này tí xíu nữa cho các anh chị mình hình dung cái cung đường này ha. Đường này nó thông thường hết các anh chị. Nếu mình đi từ cái hướng quốc lộ 22 thì mình đi cái hướng này vô cũng được nè. Nên là cái vị trí lô đất mình có hai cái lối vào. Đi tỉnh lộ 2 vô cũng được mà đi quốc lộ 22 vô cũng được. Khu này nhà cửa khá là nhiều anh chị, rất là đông đúc sung túc ha. Khu dân cư cho nên người ta cũng đang xây nhà nè. Đường thông thương hết. Đây phía trước mặt mình là đường số lội nè. Đường số lội các anh chị. Đường số lội này là nó thông từ quốc lộ 22 vô luôn nè. Đường số lội. Cái hướng này là hướng ra đi từ quốc lộ 22 vô. Nếu mình đi quốc lộ 22 vô mình đi đường số lộ thì mình tới cái đường số 5 này mình rẽ phải. Đó, đường số lộ với đường số 5 các anh chị. Đây là ngã tư đường số lộ với đường số 5. Còn bây giờ mình rẽ bên phải là mình đi ra đường tỉnh lộ 2 lại. Đó, đường thông hết nha các anh chị. Có nhiều hướng vô ha. Nếu mà các anh chị mình không có đi vô đường số 5 ngay cái đoạn tỉnh lộ 2 với đường số 5 cái khu ngay chỗ cái đồng mã đó thì mình có thể mình đi xuống một tí xíu nữa là gặp cái đường số lộ này nè, rồi mình chạy vô đất. Nhiều hướng đi các anh chị. Ok nha, bây giờ Quang Minh mời các anh chị mình xem Quang Minh quay cái hai cuốn sổ của cái lô đất này. Xong Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch, xem chức năng đất của nó là đất gì nha các anh chị. Rồi Quang Minh nói cái hướng và báo cái giá cho các anh chị mình luôn. Đó. Phía trước mặt mình là cái đường, đây là đường tỉnh lộ 2 nè. Đó. Nhiều hướng đi nha các anh chị. Đây là tỉnh lộ 2 đây. Ngay ngã tư đường tỉnh lộ 2 với đường số lộ có nhà thuốc Minh Châu. Ok. Đây Quang Minh quay cho các anh chị mình xem cái cuốn sổ đầu tiên ha. Như Quang Minh đã nói là cái khu đất này nó có hai cuốn sổ. Cuốn sổ thứ nhất là thửa số 146, tờ bản đồ số 33, địa chỉ là xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích cái thửa đất này là 449,8 m, như là sắp xỉ 450 m ha. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm. Trồng cây hàng năm, thời hạn sử dụng 2064. Tí nữa Quang Minh sẽ quay cái phần cập nhật chuyển thổ cư nha, của cái thửa đất này. Là cái trang diện tích ha. Tiếp theo Quang Minh quay cái bản vẽ. Đây. Bản vẽ hiện trạng đây. Nãy Quang Minh nói là 20m87 thì nó xéo theo đường nha các anh chị. Nó xéo theo cái mặt tiền đường số 5 này. Là cái cạnh này là giống như một cái cạnh huyền, cho nên là nó 20m87 ha. Nếu mình căng ngang qua, căng ngang từ đây qua đây thì nó không có tới 20m nha các anh chị. Ở phía sau của nó là 16m88 các anh chị ha, cuốn sổ thứ nhất. Rồi cái phần chuyển cập nhật thổ cư đây. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác thành đất ở
diện tích là 200 mét theo quyết định số ha. Tức nghĩa là lô đất này đã có 200 mét đất thổ cư rồi. Nợ tiền sử dụng đất là 111 triệu 500 ngàn đồng. Cái thuế này là năm 2016. 2016 mà 200 mét là 111 triệu, tại này ở này là Tân Thông Hội cho nên là cái thuế đất nó cao hơn mấy cái xã trên kia các anh chị. Với cái này là đường nhựa nữa. Cho nên là lúc đó thuế đất cũng hơi cao, bây giờ cao hơn nữa nha các anh chị. Rồi. Cuốn sổ thứ nhất. Tiếp tục cuốn sổ thứ hai. Cuốn sổ thứ hai là thửa đất số 137. Thửa kia là 146, cái này 137, tờ bản đồ số 33 luôn. Diện tích cái lô này là thửa này là 806,8 mét, cũng đất trồng cây hàng năm khác. Gia hạn thời hạn sử dụng lại rồi nha các anh chị. Rồi. Bản vẽ hiện trạng đây. Nè, cái thửa 146 là thửa mặt tiền nè. Đó, cái cạnh này là 116, cái đuôi á, cái đuôi của cái thửa 146 là 16,88 m. Tiếp theo là thửa 137. Nó nở hậu cái bên tay phải, nãy Quang Minh mình nói là đá L qua là 2,25 m các anh chị. Thì ngay chỗ cuối cái lô đất mặt tiền á, thì cái lô thứ hai này có một cái con đường đất nè. Bên hông đây. Đi vô. Nhưng mà hiện tại ngay chỗ đây là cái lô đất này không có đi nha các anh chị. Chủ đất vẫn đang bích lại. Nếu các anh chị mình muốn đi á thì mình đi cái đường này á. Nhưng mà mình mặt tiền rồi thì Quang Minh nghĩ cũng không cần thiết đâu. Trường hợp mà các anh chị mình muốn chia làm hai sổ thì mình tìm hiểu cái con đường này. Bên đây người ta có cho đi hay không. Sổ thể hiện đường là đường của nhà nước rồi. Nhưng mà ngày xưa tức nghĩa là nhiều lúc đường người ta, người dân người ta tự bỏ ra, người ta thu hồi đất để làm đường. Mà mình chưa có phụ tiền gì bên đây thì cũng có thể người ta không cho đi. Cũng không chừng nha các anh chị. Cái này các anh chị mình mua thì mình tìm hiểu cái vấn đề này. Thì Quang Minh chỉ biết vậy thôi ha. Chứ trên sổ là vẫn thể hiện đường á. Cái con đường này là 5m47 nè. 5m47, gần 5m. À, gần 5m rưỡi thì xe hơi chạy vào vô tư ha. Phía sau là 18m73. Đó, chiều ngang phía sau 18m73. Thằng này 16m88 thì nó tính ra là nó nở hậu các anh chị. Rồi. Quang Minh quay cái phần chỉ mục đích luôn. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác thành đất ở tại nông thôn này, diện tích là 300 này. Là cái thửa 137 á, có 300 mét đất ở. Với cái sổ 100, thửa 146, 200 nữa. Là cái khu đất này có 500 mét đất thổ cư rồi ha. Thằng này 300 cũng 2016, lúc đó là 127 triệu 560 ngàn đồng. Đang nợ tiền sử dụng đất. Đang nợ tiền sử dụng đất này, các anh chị mình mua thì cái người chủ đất này có trách nhiệm sẽ hoàn thành thuế ha với nhà nước mới ra công chứng mua bán sang tên nha các anh chị. Trước khi ra công chứng mua bán thì tất cả những cái sổ mà nợ tiền sử dụng đất này phải trả cho nhà nước, không còn nợ thuế nữa. Thì lúc đó đã hoàn ghi cái câu là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính ở đây thì lúc đó mình ra công chứng mua bán sang tên nha các anh chị. Rồi, còn mình tiến hành kiểm tra cái thông tin quy hoạch luôn cho các anh chị mình biết luôn. Mình vào cái xã Tân Thông Hội, tờ số 33. Tờ 33 thửa 146 và thửa 137. Đây. Thửa 146 đây. Cái thổ cư nằm đây nè các anh chị. Cái khung này nè là thổ cư nằm đây nè, thửa 146 nè. Đó. Đường này đường nhựa đây. Ở ngoài đây là đường tỉnh lộ 2. Tỉnh lộ 2 đây. Đó. Nếu mà các anh chị mình đi xuống không có đi vô đường số 5 này nè. Nãy mình đi vô đường số 5, Quang Minh đi vô đường số 5, nếu không đi đường số 5 này mình đi thẳng xuống gặp cái đường số lộ. Số lộ đây. Mình rẽ trái vô.
ngay đèn xanh đỏ, mình rẽ trái vô xong mình gặp cái con đường số 5 đây, mình chạy vô. Chạy vô thì lô đất của mình nằm bên tay tay trái. Còn đây là cái thửa số 137 này, cái thửa phía sau nè. Đây con đường bê tông nè. Đường 5m43 nè. Đó. Y như trên sổ thể hiện cái con đường này luôn các anh chị, trên file quy hoạch cũng có luôn ha. Rồi bây giờ con mình copy hai thửa đất này. Để mình kiểm tra cái thông tin quy hoạch coi cái đất này nó là đất gì. Trước khi đi xem đất mình nên biết cái đất mình là đất gì rồi có phù hợp với mình mua hay không nha các anh chị. Quy hoạch là một điều khá là quan trọng. Thử 137. Đây. Mình vào cái ranh quy hoạch. Hai thửa đất mình đây. Đó, cái thửa thứ nhất này đi vô, xong cái thửa thứ hai là nó nối ra đây, nó đang cái L cái chỗ đây nè. Nó nở hậu ra. Nó nằm trong ký hiệu số bao nhiêu đây? Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch chi tiết xây dựng. Tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Thông Hội khu 3. Số 57. Còn mình vào cái số 57 của quy hoạch chi tiết 1/2000 khu 3 đây. Vô. Đó. Cái màu này là thấy dân cư hiện hữu rồi nè. Phía sau mình nó dính một cái con đường dự phóng nha các anh chị. Cái phần này. Tí nữa quăng mình đo cái phần này là cái đường dự phóng này nó lấy vô hết bao nhiêu mét nha. Nếu sau này nhà nước thực hiện cái con đường dự phóng này thì đất mình thành hai mặt tiền. Đường phía trước là đường D3.2, lộ giới là 16 mét. Đường phía sau là đường D5, lộ giới 22 mét. Mình là sập đứng xuống màu đậm hơn. Cái này là cái màu này là khác nè. Cái màu này của mình là khác. Có hai ký hiệu đất của mình nè. Đây là các anh chị, đất ở hiện hữu chỉnh trang nè. Chức năng cái lô đất Quang Minh đang giới thiệu là đất ở hiện hữu chỉnh trang nha. Còn cái màu này là đất ở xây dựng mới. Có cái từ hiện hữu trọng là ok rồi. Các anh chị mình xin giấy phép xây dựng là vô tư nha. Xin giấy phép xây dựng hoàn công bình thường. Phù hợp cho mình xây kho xưởng, nhà vườn, biệt thự. Rồi cuốn sổ thứ nhất bao nhiêu mét này? 449,8 mét nè các anh chị. Y chang nha, y chang nha trên cuốn sổ luôn. Thửa phía sau nè. 806 mét. Mình đo cái phần đường dự phóng phía sau. Dự phóng lấy vô tới đây. Thực tế cái con đường đây, nhưng mà cái này là cái hành lang giống như cái lề các anh chị. Mình xây dựng là mình xây ra tới đây thôi, cho nên quan mình đo hết luôn cái phần lề luôn. Hết 230 mét các anh chị ha. 230 mét là cái con đường dự phóng phía sau á, nó lấy vô hết 230 mét. 230 thì đất mình cũng còn hơn 1000 các anh chị, còn hơn 1000. Còn mình đo phía trước luôn 230 mét, đo hết còn lại cái diện tích thực tế mà sau khi mà mở hai con đường này mở rộng hai con đường này thì còn bao nhiêu. Đây không có điểm đâu.
Đây, điểm. Rồi. Phía trước là 102 mét nữa. 102 với cái kia 230 là 332 mét. Lộ giới trước sau khi quy hoạch đường các anh chị 332 mét nằm trong lộ giới ha. Còn ở giữa này là còn lại 900 mấy á. 906, 907 gì à, còn cũng khá là nhiều các anh chị. Rồi, chức năng là khu dân cư hiện hữu ha. Hướng của cái lô đất này là hướng đông nam. Hướng đông nam. Giá bán lô đất này là anh chủ đất nha, gửi trực tiếp cho Quang Minh. Làm video họ kiếm khách hàng hỗ trợ cho ảnh bán ha. Cái giá ảnh mong muốn đưa ra là 14 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng nha các anh chị. Trên tổng diện tích là 1255 mét, có 500 mét đất thổ cư, chức năng là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành chút ít thời gian quan tâm theo dõi video của Quang Minh. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin chúc cho toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.